ta chăm bẩn lư cái chiều vậy bao hôn ọc nếp hai chi thlo ban lư bịa ta chăm bẩn lư cứ chiều rung quạt ngay mùi để kê pra được không đà ra cái chi đang bay vọt về để dắt trong ngay bị phục mùi được phục mùi nụ oi cà pra ai cái ta mai được kilo mai kê pra chăm bẩn lư bị pru trong ngay là bị phục mùi 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 ngay bị bẩn lư thưa đầm lá nông lực bươn pi rồi cái sập bầm bốn pon bầm bơ rồi cái sập pi kilo mai nông mùi vị nhiệt tí nhưng cho pi rồi cái sập bầm bốn pon bầm bơ rồi cái sập pi côn nằng bay pon bầm mùi rồi vị nhiệt tí tới dân khơi bẩn lư thưa đầm lá nông lực bươn và hai chia một pon cho sập bầm bốn liên pi sai pram bươn pi pon bốn rồi sai sập bầm bay cho sập bay kilo mai nông mùi màu rồi còn về clay tập hai chiều một pon liên cái lỗ mạch không một máu làm bây nghe yếu trong sông lửa tia hòm chấm ngay bị pan đây tập rèn tết mà nó bầm bấy cho bay nhiệt tì mình thấy cái tất cả giả dạ pe bầm bấy cho bay nhiệt tì rồi có buồn rồi cái sự bầm bấy về nhiệt tì làm bây ở tuần lứ thưa đầm lá bị rèn tết một pan đây mình thấy tha bỏ xin gì cái ai bật bao rèn tết đôi chiều bù mai mỗi bàn sẽ dân ai bật bao bẻ tết được bao bù mai chẳng bây giờ dân chốt bao hai phần bảy chốt bảy nghìn tỷ rồi bạn dân ai khơi bình lương nâng bạn này thà phần bảy chốt bảy nghìn tỷ rồi bạn bình lương nâng phương làm nào mà đo này phải dân hai dân ai khơi mà đo tiền bóng ôn đọc nếu phải cho cái chỉ cần lô mai sang bù mai cái lô mai bình lương thưa đầm lá nông lực bươn pi rồi cái sập bầm bốn pon bầm bơ rồi cái sập pi cái lô mai chúng bong phun vô pi rồi cái sập bùn bong bơi cái sập pi cái đồ máy côn rồi cái sập bầm bảy vinetti tới chừng khơi nhá chừng ngày từ bẹt mình chừng ngày phải hai chỉ mà rồi hạ sập liền cái đồ máy xong để khi nhóm chọn xuống ở bên ta bẹt tới bất chân này dạ chừng ngày mà rồi hạ sập liền cái đồ máy bị phản đầy men xong cho chia xong nuôi được ở khăn nhé chẳng bùa với anh em chia sạc bàn